Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Gơi Cô Chu Du. Kính mời các bạn đến với chương mục Nhân Tướng Học và Ứng Dụng Vào Đời Sống. Tiếp tục với chuỗi series chia sẻ kiến thức về nhân tướng, hôm nay mình sẽ chia sẻ đến các bạn chủ đề mới. Đây chính là tướng tai của một chị đã gửi cho mình qua cái trang fanpage. Bạn chủ duyên cho nên mình muốn chia sẻ và phân tích. Mình thấy được cái bàn tay của chị này qua cái cách nhìn về nhân tướng cho thấy đây là một người phải nói có một cái tâm rất tốt. Cho nên mình muốn chia sẻ và phân tích xem với một người phụ nữ hay một người đàn ông gì cũng vậy, họ với dấu hiệu rằng cái tâm tốt thì liệu rằng cái cuộc đời hậu vận của họ có tốt như cái tâm của họ hay không. Và đây chính là cái tương tai mà mình muốn chia sẻ và phân tích. Chúng ta thấy đây là cái bàn tay của người phụ nữ, nhưng mà chúng ta thấy rằng các cái ngón tay của chị này rất to, rất to, đặc biệt là ngón trỏ. Ngón trỏ nó to hầu như là chiếm trội đến tất cả các ngón khác còn lại, nó gần bằng luôn cái ngón cái nữa. Cho nên đây là tướng tai của một người phụ nữ mà có thể nói rằng cái cá tính của họ là rất cao, là một người phụ nữ rất kiên cường, có bản lĩnh và có cái tố chất về làm một người quản lý, là một người sếp ở trong công ty. Đây là một đặc điểm, có thể nói là một cái điểm cộng rất tốt. Tuy nhiên cái nhược điểm lớn của người phụ nữ có tướng tai như thế này thì họ sẽ là một người rất nóng tính. Và đôi lúc nhiều khi nó cũng còn có một cái sự vội vàng hấp tấp, thậm chí là có một cái sự chủ quan. Cho nên những người nào có đặc điểm như thế này thì những cái sự chủ quan và cái sự nóng vội đó sẽ là một cái khuyết điểm và sẽ dẫn đến cái sự thất bại của họ trong cái con đường công trình sự nghiệp. Với cái tính cách như vậy, chúng ta không cần phân tích đến những cái đường chia tay thì chúng ta cũng sẽ đoán định được. Và cái khuyết điểm của chị này là có cái ngón út khá là ngắn. Những người có cái ngón út là ngắn như thế này thì rõ ràng là cái khả năng ăn nói, cái khả năng ngoại giao và cái khả năng bạn chơi với bạn bè của họ cũng sẽ rất thấp. Với những người ngón út như thế này thì phải cẩn trọng một điều rằng là tránh hùng hạp làm ăn với những người khác, mà đặc biệt là người bạn của mình. Bởi vì khi mà mình hùng hạp làm ăn với họ thì đây chính là cái điểm yếu, chính là cái điểm nguyệt của mình. Những người có tướng tai như thế này thì trước đây mình cũng đã chia sẻ đến rất nhiều ở những video trước đây. Nếu như các bạn có những út như thế này thì chúng ta nên hạn chế đầu tư. Và đây chính là cái ngón út mà của một bàn tay của chị này đã từng thất bại 2 lần. Và có thể nói cũng vì tin quá bạn bè cho nên mất mát một cái số tiền rất lớn. Và muốn nhờ mình phân tích xem là cái số tiền đó liệu rằng chị có lấy lại được hay không, và con đường sau này nó như thế nào. Đây chính là một trong những cái đặc điểm về nhân tướng. Nếu như các bạn có thì cũng lưu ý vấn đề này để chúng ta có thể tránh được cái sự mất mát nó không đáng tiếc. Và chúng ta phân tích tiếp đến những yếu tố khác. Đây là cái tướng tai mà chúng ta thấy rằng là một người có cái cá tính mạnh mẽ, là vì chúng ta thấy rằng cái đường trí đạo của chị là một đường trí đạo nó tách rời hẳn so với cái đường sinh đạo. Những đường tâm đạo và trí đạo và sinh đạo nó tách rời nhau như thế này thì cũng rất ít có người có. Bởi vì những người này thường là họ là một cái người sống rất hoạt bát, hòa đồng, họ luôn luôn hướng tới phía trước. Những người này khi mà họ làm bất cứ một việc gì, họ cũng dám đương đầu với những cái thử thách và chấp nhận cái sự chông gai thử thách đó, nó xem như là một phần trong cuộc sống của mình. Và những cái tướng tai của người này thường rất là dễ làm những cái công việc như là đất đai và bất động sản, bởi vì họ thích phiêu lưu mạo hiểm, thích làm những cái điều mà nó mang cái tính chất phiêu lưu hơn. Và đầu tư đất đai và bất động sản cũng là một trong những cái cách để mà họ có thể làm giàu rất nhanh. Nhiều khi chỉ cần bỏ ra một cái số tiền ít, nhưng mà bằng một cái sự mạo hiểm đó, có thể là trong một cái thời gian ngắn thì chị cũng đã có được một cái khoản tiền khá khá. Và chúng ta phân tích tiếp. Bởi vì sao mình nói như vậy? Đó chính là trên cái đường sinh đạo của chị có rất nhiều những cái đường hướng lên như thế này. Đây là một trong những cái đường chị tai nó khởi phát.
Nói một cách khác là cái vận trình của mình nó sẽ rất phát triển ở những cái thời điểm mà đường chỉ tay này nó xuất hiện. Cụ thể là nó rơi vào ở độ tuổi 33 tuổi và ở những độ tuổi 40 ở về sau nó cũng có. Cho thấy những cái thời điểm này chị đã từng có một cái sự thành công. Mà chúng ta biết rằng một người phụ nữ mà ở những năm trước năm 35 tuổi đã có một cái sự thành công như vậy thì không phải là một điều dễ dàng. Có những người mà thậm chí 40 năm, 50 năm, 60 năm họ mới thành công. Hoặc thậm chí một đời người thì họ cũng không thể thành công được. Bởi vì mỗi người có một cái phước nghiệp khác nhau. Bên cạnh đó cũng có một cái sự tài năng, cái trí tuệ trong đó. Và với cái tướng tài này rõ ràng chúng ta thấy được chị là một người rất thông minh. Sự thành công của chị ở những năm trước 35 tuổi đó không phải là một cái điều ngẫu nhiên, mà đó là một cái sự cố gắng rất là có hết sức khả năng của mình, bằng cái sự thông minh và cái sự tài trí cộng thêm cái phước đức của mình. Đây chính là nó thể hiện cái sự phước đức của một người mà ở những video trước đây mình cũng đã chia sẻ. Cái phước đức nó là một trong cái gốc nó giúp chúng ta thành công. Một người mà không có phước và cái đức thì làm việc gì cũng rất khó để thành công. Mặc dù làm vất vả cực lực đến như thế nào đi nữa thì họ cũng chỉ có thể lo được cái hai cái bữa cơm trong ngày của mình thôi. Hoặc là thậm chí là lo cho con cái của mình ăn học là dữ lắm rồi. Cho nên với những người mà có đầy đủ cái phước đức thì họ sẽ thành công rất sớm. Và cái sự thành công đó nó cũng kéo dài tùy thuộc vào cái phước của họ nhiều hay ít. Và chúng ta biết rằng cái sự thất bại của chị nó cũng đã có một sự dự báo trước bằng cái đường định mệnh như thế này. Đường định mệnh của chị nó có một cái sự đứt đoạn và nó có những cái sự cắt phá. Cái đường định mệnh thì nó thể hiện rằng đây là một đường nó sự nghiệp của một người. Đường này tốt thì nó phải sâu đậm và không có một cái sự đứt đoạn hoặc là các cái đường khác nó cắt phá. Cho nên với những dấu hiệu này thì nó cũng cho thấy rằng chị trong sự nghiệp của mình cũng đã có một cái sự gián đoạn, sự thất bại ở trong con đường công danh sự nghiệp của mình. Đây là một người có đầy đủ cái phước đức và có cái trí tuệ, nhưng tại sao con đường công danh sự nghiệp của họ cũng phải gánh chịu những cái mất mát đau thương như vậy? Bởi vì chúng ta thấy được rằng trên bàn tay của chị này có một cái dấu hiệu như thế này, mà nó cũng đã dần dần hình thành. Chúng ta thấy được rằng đây là nó giống như là một cái con thuyền bát nhã vậy, mà ở những video trước đây mình đã chia sẻ. Những người nào có cái dấu hiệu như thế này thì đây là một người có cái tâm hướng thiện. Họ luôn luôn biết là Phật Pháp, và thậm chí là một người con của Phật Pháp, là đệ tử nhà Phật. Cho nên những người theo đạo Phật thì họ cũng có những cái thăng trầm ở trong cuộc sống. Chúng ta theo Phật thì nhiều khi Phật cũng đưa ta đến những cái sự thành công trên đỉnh cao của cái sự vinh quang, để cho chúng ta thấy được cái cuộc sống là nó có một cái sự nhân quả. Cái sự thành tựu đó của chúng ta đó chính là cái kết quả của một cái nhân nào đó chúng ta đã từng tạo ra. Và đôi khi Phật cũng đưa ta đến những cái thất bại, mất mát ở trong cuộc sống, thậm chí là một cái sự đau khổ đến cùng cực, để cho chúng ta biết được rằng có cuộc sống nó có những cái sự mất mát đau thương như vậy để thử thách cái tấm kiên định của chúng ta, thử thách cái trí tuệ và cái lòng nhẫn nại của một người nó sẽ ở cái mức độ như thế nào. Cho nên những người theo Phật thì họ cũng sẽ có những cái bước thăng trầm ở trong cuộc sống, chứ không phải theo Phật là để có được một cái sự giàu sang phú quý, mà quan trọng hơn đó chính là cái sự giác ngộ về cái trí tuệ và cái sự hiểu biết của chúng ta về con người. Và qua cái sự trí tuệ đó, nó có thể giúp ta bước lên một cái tầng bậc cao hơn, là có thể tiến tới một quả vị, một cái bậc thánh nào đó, để có thể giúp đỡ những cái người khác. Đó mới chính là cái tâm của những người tốt. Và chúng ta thấy được rằng cái con đường công danh sự nghiệp của chị với con thuyền bát nhã như vậy, vậy thì chúng ta thấy được rằng là chị
có một cái sự thất bại, nhưng mà rõ ràng là bên cạnh đó chị cũng có nhận được rất nhiều cái sự quý nhân giúp đỡ trong cái cuộc đời công danh sự nghiệp của mình. Và chúng ta thấy được rằng là ở cái con đường thái dương của chị, à, nó có một cái dấu hiệu như thế này. Nó không thẳng mà nó có một cái hình uốn lượn. Nó cho thấy cái tiền tài sự nghiệp của chị nó cũng giống như cái đường định mệnh vậy. Nó có một cái sự lệch hướng, cái sự yếu ớt. Mà rất may rằng cái con đường tài vận này nó vẫn là một cái đường thẳng mà nó nằm trọn ở bên dưới cái gò thái dương. Tuy nhiên có một cái khuyết điểm chỗ này thôi, đó chính là đường định mệnh chỗ này nó được bị hướng ra. Cho nên chúng ta thấy rằng cái tiền tài của cải của chị này có một cái sự mất mát. Và cái tướng tài của chị này có một cái điểm tốt, đó chính là cái vòng mộc tinh. Đây chính là cái vòng cứu cánh đối với cuộc đời vận mệnh của chị. Cái vòng này nó kết hợp với cái con thuyền Bát Nhã mà mình đã phân tích lúc nãy. Nó chính là cái dấu hiệu nó cứu cánh, nó giúp cho cuộc đời của chị sẽ vượt qua được những cái nghịch cảnh. Cái số tiền đó nó sẽ có thể mất đi, không bao giờ lấy lại được, nhưng mà chị sẽ được cái khác với sự hộ giúp đỡ của cái con thuyền Bát Nhã và cái vòng mộc tinh này. Nếu như mà chị, cái tâm của mình nó hướng thiện, xem như những cái điều mà trước đây mình đã mất mát, đó chính là cái nghịch cảnh của mình. Một người mà biết chấp nhận cái khó khăn, chấp nhận cái nghịch cảnh đó ở trong cuộc sống và dám đương đầu với nó, không than trách bất kỳ một điều gì, dám chấp nhận với nó, thì đây thể hiện là một cái người có một cái trí tuệ và một cái lòng kiên định rất lớn. Trước sau gì họ cũng sẽ vượt qua. Và cái sự thử thách đó chắc chắn nó sẽ đưa người này đến một cái sự thành công rất mới mẻ. Và mình đã phân tích với hai cái dấu hiệu này rất tốt. Rõ ràng cái tướng tài này của chị là một tướng tài có đầy đủ cái phước đức. Và mình biết rằng chị cũng là người đang làm những cái điều phước thiện, làm những cái điều phước thiện, nhưng mà tiền của cha vẫn mất đi. Thì đó xem như là chúng ta trả đi cái nợ trước đây của mình. Nếu chúng ta không trả cái nợ đó thì chắc chắn sẽ trả một cái nợ khác. Cho nên trả nợ là một cái điều gì đó chúng ta nên vui mừng, vì khi trả nợ xong chúng ta sẽ là một cái người hoàn toàn mới, vượt lên chính bản thân mình. Và với tướng tài này rõ ràng là chị có một cái sự gia hộ rất lớn. Nếu như mà chị thành tâm thì chắc chắn cái sự gia hộ đó nó sẽ giúp cho chị vượt qua những cái vấn đề trong cuộc sống. Chỉ cần chấp nhận cái sự hiện tại và bên cạnh đó cũng kiên trì theo đuổi cái ước mơ, làm nhiều cái việc thiện, thì trong một cái thời gian sau này mình nhất định sẽ lấy lại được những cái gì mà mình đã mất. Và hy vọng qua cái bài phân tích này sẽ là một cái động lực rất lớn. Động lực ở đây không phải là mình nói để cho chị có động lực, mà nó hoàn toàn có cái cơ sở để có thể định hướng cái tương lai sau này của mình. Và hy vọng chị sẽ sớm có được cái điều đó. Mình sẽ kết thúc cái video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.